Nằm trong kế hoạch đẩy mạnh du lịch trong tỉnh, ngành du lịch Hưng Yên đang có những hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2023 diễn ra tại thành phố Hà Nội từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4. Hội chợ du lịch quốc tế là sự kiện du lịch tầm cỡ quốc tế do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức. Chủ đề của hội chợ năm nay là du lịch văn hóa nhằm hướng các địa phương và doanh nghiệp du lịch đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của Việt Nam. Hội chợ có sự tham gia của 51 tỉnh thành trong cả nước và từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, quy mô 450 gian hàng và 600 đơn vị tham gia gian hàng. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Hưng Yên tham gia hội chợ du lịch quốc tế mở đầu cho các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Hưng Yên trong năm 2023. Hưởng ứng năm du lịch quốc gia của Bình Thuận, vì vậy mà Hưng Yên sẽ tham gia 3 hoạt động hội chợ lớn của Tổng cục Du lịch cũng như là Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, mong muốn giới thiệu quảng bá đến du khách trong và ngoài nước biết đến các cái điểm đến của du lịch của Hưng Yên. Gian hàng du lịch tỉnh Hưng Yên có chủ đề Du lịch Hưng Yên, điểm đến hấp dẫn, giới thiệu về những địa điểm du lịch nổi tiếng, các lễ hội và làng nghề truyền thống, trưng bày các đặc sản của tỉnh Hưng Yên, qua đó quảng bá và tìm đối tác kết nối tour tuyến du lịch về Hưng Yên. Tại gian hàng còn có biểu diễn hát chèo, hát ca trù do các nghệ nhân câu lạc bộ ca trù Đào Đặng xã Trung Nghĩa biểu diễn, thu hút đông khách tham quan và tạo được ấn tượng tại hội chợ. Tham qua gian hàng của Hưng Yên thì tôi rất là ấn tượng, nhất là cái tiết mục và ca trù của Hưng Yên đấy, nó rất là đặc sắc và các đặc sản rất là thú vị. Và một ngày gần nhất tôi sẽ rủ bạn bè, đồng nghiệp về thăm các di tích lịch sử của Hưng Yên và thưởng thức các đặc sản của mình ạ. Mình cảm nhận là mình thấy cái nét văn hóa nó được mô phỏng ở cái gian hàng, từ về hình ảnh, về những cái nét văn hóa, về âm nhạc, rồi từ sản phẩm, rồi đặc biệt là gà đông tảo là mình nghe rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay với trực tiếp là mình được cảm nhận nó rõ ràng hơn. Dự kiến Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2023 sẽ đón trên 3.000 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế cùng đông đảo người dân đến tham quan tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây là cơ hội để tỉnh Hưng Yên quảng bá tiềm năng du lịch, từ đó hiện thực hóa mục tiêu đón khoảng 800.000 khách du lịch trong năm 2023.